Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 50 học sinh nghèo học sinh giỏi của tỉnh Hưng Yên được nhận học bổng từ chương trình Cặp lá yêu thương. Xã Đồng Thanh, huyện Kim Động ước thu trên 2.000 tấn cam. Phụ nữ Hưng Yên thời đại công nghệ 4.0. Đoàn công tác thành phố Đề Sông Hàn Quốc có nhiều hoạt động thiện nguyện tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Công an xã Thủ Sĩ tăng cường trấn áp tội phạm ma túy. Và bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay tại thành phố Nam Định, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay cả nước có 4.665 xã đạt 52,4% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm 2010-2020. Có 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Tỉnh Hưng Yên có huyện Văn Giang, Văn Lâm, thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, huyện Văn Giang, thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. 5 xã có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều sản phẩm của tỉnh Hưng Yên trong chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm được trưng bày, quảng bá tại hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như Nghệ Chi Tân, huyện Khoai Châu, Cam Bưởi, huyện Khoai Châu, Văn Giang, Kim Động, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, Trạm Bạc Phù Ủng, huyện Ân Thi, Đồ Mộc Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, Gái Đông Tảo, huyện Khoai Châu, Đồ Đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Bên cạnh đó, Hưng Yên cũng có hàng nghìn tập thể cá nhân điển hình trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Điển hình như anh Nguyễn Hữu Hà, thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Dân, huyện Khoai Châu, với việc thâm canh và sáng tạo ra chanh bonsai cho thu nhập cao. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời yêu cầu các địa phương phải tập trung phát triển xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đến văn hóa tinh thần, bảo vệ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo để xây dựng nông thôn mới ngày một tốt hơn. Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, bảo tồn nét đẹp văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh để phục vụ nhân dân. Sau hội nghị, các bộ ngành, cấp ủy chính quyền các địa phương phải có kế hoạch triển khai cụ thể nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Trong đó cần chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Chiều nay tại Văn Miếu Xích Đằng, thành phố Hưng Yên, Trung tâm tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức chương trình Cặp lá yêu thương. Tới dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, có 50 học sinh là những chiếc lá chưa lành nhận được học bổng của chương trình. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng từ lãnh đạo tỉnh và các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ. Ngoài ra còn có 4 học sinh trong chương trình được lựa chọn nhận quà từ các nhà tài trợ. Trong đó, em Đỗ Thị Khánh Ly nhận được một suất học bổng trị giá 40 triệu đồng từ nhà tài trợ Vinamilk. Em Thế Phong nhận được 10 triệu đồng từ tập đoàn Hoa Sen. Hai anh em bé Văn Khánh, Hồng Quyên được công ty sổ số điện toán trao tặng suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cùng 2 chiếc xe đạp. Cặp lá yêu thương là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái, xây dựng cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10, đoàn công tác của thành phố Đề Sông Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động tình nguyện tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Đây là chiều dài 25m, rộng 15m với kinh phí đầu tư 220 triệu đồng được đoàn công tác của thành phố Đề Sông Hàn Quốc tài trợ xây dựng vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng tại xã Cẩm Ninh.
Đối với địa phương, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng tại địa phương. Mục đích đến đây của chúng tôi là muốn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và làm sân bóng để tạo điều kiện cho người dân, nhất là các em nhỏ có không gian hoạt động, luyện tập thể dục thể thao. Tất cả các tình nguyện viên tham gia chương trình là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của Hàn Quốc. Sau này chúng tôi mong sẽ tiếp tục được hợp tác với địa phương để có nhiều chương trình hoạt động tình nguyện hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng tình nguyện viên, tạo sự chuyên nghiệp nhất cho những chuyến tình nguyện lần sau. Trong thời gian hoạt động tình nguyện tại địa phương, các tình nguyện viên đến từ thành phố Daejeon, Hàn Quốc còn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, cắt tóc miễn phí, dọn vệ sinh, quét sơn lại nhà văn hóa thôn, tặng 70 cặp sách đồ chơi, đồ dùng học tập cho nhiều trẻ em, tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 170 suất quà cho hộ nghèo, người cao tuổi tại địa phương với tình cảm yêu thương chân thành, đoàn kết, hữu nghị. Con cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi được nhận quà của các cô, các chú ở Hàn Quốc. Con hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các cô, các chú. Công tác thiện nguyện của Hàn Quốc mang một ý nghĩa hết sức quan trọng, mang cái tình đoàn kết và cái gắn bó giữa hai dân tộc và hai nước nói chung. Chúng tôi là cảm nhận với và học hỏi rất nhiều điều của đơn vị nước bạn, là với tinh thần trách nhiệm cao. Chuyến hành trình thiện nguyện đã khép lại, tuy nhiên tinh thần của sự đoàn kết hỗ trợ của các tình nguyện viên đến từ thành phố Daejeon, Hàn Quốc đã để lại dư âm tốt đẹp trong lòng người dân xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi nói riêng và người dân Hương Yên nói chung. Đây cũng là những trải nghiệm quý báu, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai đất nước Hàn Quốc và Việt Nam. Chất lượng đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phân phối rộng rãi là những tiêu chí mà thị xã Mỹ Hào đã và đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có 9 sản phẩm OCOP, trong đó một sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sản phẩm đạt 2 sao. Để nâng cao chất lượng cũng như tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm đặc trưng theo đề án OCOP, thị xã Mỹ Hào đã tập trung vào nâng hạng chất lượng sản phẩm, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở mở rộng thị trường, xây dựng các khu làng nghề tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu, tem nhãn mác được truy xuất nguồn gốc. Các địa phương hiện chưa có sản phẩm sẽ khai thác thế mạnh trên các lĩnh vực để tạo ra các sản phẩm đặc thù. Phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu mỗi xã phường có một sản phẩm. Hiện thị xã đang tập trung vào cuối năm nay sẽ nâng hạng sản phẩm tương bần lên 5 sao và sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ dân dụng Hòa Phong lên 4 sao. Xã Đồng Thanh có diện tích cam lớn nhất huyện Kim Động. Hiện nay cam đã bắt đầu cho thu hoạch đạt năng suất khá cao. Vụ này, toàn xã ước thu trên 2.000 tấn quả. Toàn xã Đồng Thanh có trên 230 ha cam, chiếm 80% diện tích cam toàn huyện Kim Động. Hiện nay cam đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Theo bà con nông dân cho biết, năng suất cam năm nay tương đương với vụ cam năm 2018, đạt trên 1 tấn một sào. Cá biệt một số hộ chăm sóc tốt đạt gần 2 tấn một sào như gia đình ông Vũ Văn Luận, Lê Văn Phú, Nguyễn Văn Sáu, Lê Văn Thú. Vụ cam năm nay, toàn xã ước thu sản lượng trên 2.000 tấn. Hiện cam đầu mùa được bà con nông dân cắt bán với giá 20.000 đồng một kg. Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh dịch trên đàn lợn, từ năm 2016 đến nay, chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Võng Phan, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ đã chuyển đổi sang nuôi chim bồ câu thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập khá. Hiện gia đình chị Tuyết đã phát triển nuôi trên 1.500 đôi chim giống và 1.500 đôi chim hậu bị. Chị Tuyết cho biết, bồ câu Pháp dễ nuôi, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản, chủ yếu là ngô, ngoài ra cần bổ sung thêm khoáng chất và vitamin bằng cám công nghiệp. Chu kỳ sinh sản của chim bồ câu là 30 đến 35 ngày một lứa. Một cặp chim bố mẹ có thể sản xuất từ 4 đến 5 năm. Việc tiêu thụ chim bồ câu rất thuận lợi, có thương lái ở các tỉnh lân cận đến tận nhà thu mua. Hiện nay chị Tuyết đang bán bồ câu thương phẩm với giá 130.000 đồng một đôi và 250.000 đồng một đôi chim giống. Trừ chi phí mỗi năm gia đình chị thu lãi hơn 200 triệu đồng. Chào mừng 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019, Hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện, xã, chi tổ hội cơ sở đã tổ chức gặp mặt giao lưu để ôn lại truyền thống Ngày Phụ nữ Việt Nam thông qua các tiết mục tiểu phẩm,
văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Lồng ghép vào các buổi giao lưu, sinh hoạt, chị em phụ nữ còn tuyên truyền, vận động hội viên bảo vệ môi trường, thực hiện tiêu chí 503 sạch và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao 35 suất quà cho hội viên khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động mạnh mẽ và có sự ảnh hưởng rất lớn đến các mặt đời sống của xã hội, trong đó có tác động trực tiếp đến phụ nữ. Để dần thích ứng với sự tác động này, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ giúp cho hội viên phụ nữ không chỉ làm tròn trách nhiệm là người vợ, người mẹ giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà còn là người lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho xã hội. Gắn bó với nghề trồng hoa nhiều năm, nhận thấy thị trường tiêu thụ cây hoa giống tại địa phương có nhiều tiềm năng, nên chị Phạm Thị Thanh ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ đầu tư phòng nuôi cây mô với kinh phí trên 2 tỷ đồng để sản xuất cây giống hoa đồng tiền, địa lan và lan đai châu, cung ứng cho bà con địa phương và các nơi trên khắp cả nước. Hiện trung bình mỗi năm, chị cung cấp ra thị trường 20 vạn cây hoa giống, đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm. Đầu tiên là về cái công nghệ, nó khoa học là rất là khó. Và cái thứ hai là về yếu tố con người để mình được đến ngày hôm nay. Mình phải tìm tòi và mình học hỏi rất là nhiều mới bắt nhịp được cái khoa học của bây giờ. Phụ nữ hiện chiếm 48% lực lượng lao động của tỉnh. Trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động trẻ em phát huy truyền thống thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo và bản lĩnh trong mọi lĩnh vực. Và lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tấm gương điển hình. Các chị không chỉ giỏi tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, mà còn là những lãnh đạo, nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên, nghệ nhân xuất sắc, có đóng góp tích cực cho xã hội. Trong đó, phải kể đến những tấm gương tiêu biểu như cô giáo Trần Thị Thúy, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Hương Yên, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên Vũ Thị Nguyệt hay bà Nguyễn Thị Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoa Lan. Ngày xưa chúng tôi làm ấy thì chúng tôi phải tìm thông tin rất khó, mà đa số là phải dựa vào các cái tài liệu. Trong cái thời đại 4.0, muốn tìm hiểu điều gì thì chúng tôi đã có mạng. Nhưng tất nhiên là chúng tôi phải sàng lọc, nhưng mà thực sự mà nói là đã làm rất nhanh. Với một đồng chí lãnh đạo ở một cái cơ sở thì khi cũng bắt đầu nhận nhiệm vụ và bản thân tôi thì cũng rất là băn khoăn với lý do rằng là lại là một lãnh đạo của chính quyền, cần phải có sự mạnh mẽ trong tất cả các cái công việc liên quan đến nhiệm vụ chính quyền địa phương. Thế và tôi nghĩ rằng là ở bất kỳ một cái nhiệm vụ gì, chị em phụ nữ nên có sự cố gắng và giúp đỡ của gia đình cũng như là đồng nghiệp thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành tốt được các cái công việc của mình. Để nâng cao cái vai trò của người phụ nữ trong cái thời đại về công nghệ 4.0 ấy, đối với bản thân người phụ nữ là cần phải nỗ lực cố gắng trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức, những cái kỹ năng cần thiết, đồng hành với các chị là luôn có các tổ chức hội của chúng tôi thì đã và đang có những cái hoạt động để hỗ trợ chị em. Bên cạnh đó thì rất cần cái sự mà quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền về những cái cơ chế, chính sách để cho hỗ trợ chị em, cho chị em có cơ hội phát triển và trưởng thành. Trong xã hội hiện đại, phụ nữ Hưng Yên không ngừng học tập, hăng hái thi đua, khẳng định vai trò vị thế của mình, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Dù ở cương vị nào, người phụ nữ hiện đại vẫn luôn là những người thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, là người giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Từ tháng 11 này, trên 650 cán bộ, người lao động công ty điện lực Hưng Yên sẽ không dùng tiền mặt để thanh toán tiền điện và phấn đấu đến năm 2020, 100% khách hàng không dùng tiền mặt trả tiền điện. Theo đó, đến năm 2020, công ty điện lực Hưng Yên phấn đấu đạt 100% khách hàng không dùng tiền mặt để thanh toán tiền điện điện tử. Để làm được việc này, công ty đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên địa bàn toàn tỉnh, ký kết với 15 đơn vị đang khai thác các dịch vụ ngân hàng số, ví điện tử, tạo tài khoản cho các khách hàng, đảm bảo các điều kiện chi trả tiền điện bằng các giao dịch điện tử như Viettel Pay, Bank Plus, EC Pay, Zalo Pay, VNPay. Được biết hiện nay 47% khách hàng của công ty điện lực Hưng Yên đã thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Nhằm cung cấp nguồn nước tốt nhất đến người dân, nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động luôn quan tâm đến chất lượng nguồn nước đầu vào trong sản xuất.
Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn là một trong 7 đơn vị sản xuất nước trên địa bàn tỉnh lấy nguồn nước thô từ sông Hồng. Mặc dù nhà máy đặt tại thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, nhưng vị trí lấy nước nguồn được chọn cách xa 10 km tại thôn Tân Mỹ 1, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Qua khảo sát, vị trí này có độ sâu gần bờ hơn 4 mét, đảm bảo độ trong của nước. Trạm cấp nước thô và nhà máy được kết nối bằng phần mềm quản lý SCADA của Nhật Bản. Mẫu nước nguồn và nước thành phẩm được phân tích trực tuyến trong suốt toàn bộ quy trình xử lý và cho kết quả chính xác. Nhà máy áp dụng công nghệ xử lý lọc nước đa cấp của Israel với chất liệu lọc mới sinh học tự tái tạo vật liệu lọc kết hợp với đá thạch anh giúp chất lượng nước thành phẩm luôn đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Hiện nay, nhà máy đang cung cấp nước sạch cho gần 10.000 hộ gia đình ở các huyện Kim Động, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào. Ngày 18 tháng 10, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã tổ chức hội nghị giao ban cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, đại diện lãnh đạo công an các huyện và công an 8 xã trong cụm. Cơ sở điều trị nghiện ma túy hiện có 144 học viên. Thời gian qua, do có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của lực lượng công an với các xã giáp danh nên tình hình an ninh trật tự tại cơ sở được giữ vững. Công tác duy trì kỷ cương, kỷ luật của cơ sở luôn được triển khai nghiêm túc. Chỉ tính riêng trong quý 3 vừa qua, cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự đã phát hiện, quản lý 20 đối tượng nghiện ma túy, đưa đi điều trị 6 đối tượng. Công tác phối hợp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được tăng cường thường xuyên. Qua đó đã góp phần hạn chế tối đa hậu quả của tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường tốt đẹp cho xã hội và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, Tạ Văn Nhị sinh năm 1985, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Du sinh năm 1995, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai về tội trộm cắp tài sản. Ngày 7 tháng 10, Công an huyện Kim Động nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1986, trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động về việc trước đó anh Doanh bị kẻ gian lấy trộm xe ô tô. Ngay sau nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã tích cực vào cuộc điều tra được biết, anh Doanh là người kinh doanh xe cũ nên mới mua được xe ô tô mang biển kiểm soát 51F35818 qua một trang web. Sau 2 tháng mua và sử dụng, đến sáng ngày 6 tháng 10, anh Doanh đỗ xe trước cửa nhà thì bị kẻ gian trộm cắp. Quá trình điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được 2 đối tượng là Tạ Văn Nhị sinh năm 1985, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Du sinh năm 1995, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khi cả hai đang nhận xe tại khu công nghiệp thành phố Biên Hòa. Tại cơ quan điều tra, Nhị và Du đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đang tiếp tục điều tra và mở rộng chuyên án. Những năm qua, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ là địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy. Thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã, lực lượng công an đang từng bước ngăn chặn loại tội phạm này, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 2 năm trở lại đây, xã Thủ Sĩ đã xảy ra 9 vụ án ma túy, tiêu biểu là vụ án vận chuyển 28 bánh heroin với trọng lượng gần 10.000 gram do đối tượng Bùi Thị Tình và Trương Thị Thanh cầm đầu đều đã bị tuyên án tử hình. Trên địa bàn xã, nhiều đối tượng nghiện gây ra các vụ trộm cắp tài sản, gây rối trật tự. Thực hiện đề án đưa công an chính quy về các xã, huyện Tiên Lữ đã đưa 3 cán bộ chiến sĩ về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã và công an viên xã Thủ Sĩ. Lực lượng công an đẩy mạnh hoạt động, nắm tình hình, tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trước đây thì phải nói là Thủ Sĩ là như một điểm nóng ấy, mà đặc biệt như cái khu Ba Hàng này, nhất là cái khu bưu điện Ba Hàng này, thanh niên tụ tập này, nghiện hút này, và để xảy ra tôi đã chứng kiến là xảy ra rất nhiều. Từ ngày đã có công an chính quy về đây thì thường xuyên là các anh ấy túc trực ở đây 24/24 này và đã đi tuần tra kiểm soát này. Xác định đây là địa bàn phức tạp, công an xã thường xuyên đến các hộ gia đình có thanh thiếu niên đua đòi, lối sống không lành mạnh để nắm tình hình. Xã tiến hành rà soát đưa vào sổ theo dõi hơn 10 đối tượng nghiện. Cùng với đó, công an xã thường xuyên tuần tra vào ban đêm, đặc biệt là khu vực nghĩa trang thôn Ba Hàng, nơi các đối tượng nghiện thường xuyên tụ tập. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an cũng đã triệt phá 3 vụ án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng. Gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 9, công an xã đã bắt giữ đối tượng Đào Ngọc Quê ở thôn Ba Hàng và Nguyễn Văn Tơn ở thôn Thống Nhất đang sử dụng và tàng trữ ma túy. Người dân
ở trên địa phương đi làm ăn xa và những nơi mà có những điểm nóng ở ma túy ở trên đó, thì có những người người ta cố tình hoặc là thiếu hiểu biết thì người ta sẽ buôn bán. Và thứ hai là cái việc mà thanh thiếu niên hư trên địa bàn mà có cái biểu hiện hoặc là bị dụ dỗ vào ma túy thì chúng tôi đã có những cái mà báo cáo và xây dựng kế hoạch tuần tra mật phục. Nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, tội phạm ma túy đang từng bước được ngăn chặn, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.